Mai Phương Thùy xinh đẹp trong lần đầu làm dâu phụ, tuổi 34 vẫn cực trẻ trung. Đứng cạnh đàn em Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đoàn Thiên Ân và Á hậu Ngọc Thảo, Mai Phương Thùy vẫn khiến fan đổ cục vì nhan sắc quá trẻ trung, dịu dàng. Sáng ngày 28 tháng 12, dàn người đẹp gồm Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đoàn Thiên Ân, Mai Phương Thùy và Á hậu Ngọc Thảo cùng đảm nhận vai trò dâu phụ ở đám cưới của người bạn thân thiết trong giới giải trí. Trong đó, Hoa hậu Mai Phương Thùy và đàn em đều diện áo dài màu hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng. Dù đã đăng quang hơn 10 năm, nhan sắc của người đẹp sinh năm 1988 vẫn khiến fan sắc đẹp Việt suýt xoa khen ngợi. Được biết, đây là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2006 làm dâu phụ. Nàng hậu nhận được nhiều lời khen từ phía cộng đồng mạng về nhan sắc mặn mà, xinh đẹp không thua kém những đàn em trẻ tuổi. Ở tuổi 34, nàng hậu vẫn giữ được nhan sắc khá trẻ trung. Mai Phương Thùy mới đây cũng update giao diện mới với mái tóc được cắt ngắn, tạo kiểu cúp cùng mái ngang tạo cảm giác trẻ trung, nhí nhảnh không kém mỹ nhân đôi mi nào. Hải Thụy, bổ ích xúc động, sáng tạo độc đáo.